Chào mừng anh em đến với bản tin ngày 28 tháng 10 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Mönchengladbach cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Huấn luyện viên Marco Reus đã nghiên cứu rất kỹ trận thua của Real Madrid trước Shakhtar Donetsk và áp dụng rất thành công đấu pháp của đại diện Ukraine vào trận đấu này. Sau nhiều đợt phản công, thì đến phút 33, Marcus Thuram đã mang về bàn mở tỷ số cho Mönchengladbach. Phút 58, Marcus Thuram lần thứ hai ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha đệm bóng cận thành chuẩn xác. Sau nhiều nỗ lực thì đến phút 88, Real đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Benzema. Thời gian cuối trận, Real Madrid dốc toàn lực cho mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 90+2, Ramos đánh đầu chuyền bóng rất tốt cho Casemiro trong vòng cấm của Mönchengladbach để tiền vệ người Brazil đệm bóng chuẩn xác gỡ hòa 2 đều. Kết quả các trận đấu còn lại, Bayern giành chiến thắng 2-1 trên sân của Lokomotiv Moscow, Atletico vất vả giành chiến thắng 3-2 trước Red Bull Salzburg, Man City đại thắng 3-0 trên sân của Olympique Marseille. Liverpool vượt qua Midtjylland với tỷ số 2-0. Rạng sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trang chủ Barca xác nhận chủ tịch Jose Bartomeu và bộ sậu đã tuyên bố từ chức sau nhiều năm gắn bó với đội chủ sân Camp Nou. Ông chủ động rời ghế lãnh đạo vì không muốn người hâm mộ và các thành viên của đội tham gia vào cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong bối cảnh bản thân phải nhận chỉ trích suốt nhiều tháng qua. Việc ông Bartomeu từ chức được cho là bắt nguồn từ trận thua 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, khép lại mùa giải 2019-2020 trắng tay của Barca. Ông cũng vướng vào lùm xùm với Lionel Messi khi từ chối để siêu sao người Argentina rời sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi. Sau hơn 6 năm cầm quyền, Bartomeu cùng Barca đã giành được 4 chiếc vô địch La Liga và đăng quang Champions League ở mùa giải 2014-2015. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông phần lớn được nhớ đến với thất bại ở những mùa giải cuối cùng sau sự ra đi của Neymar Jr. Theo Sky Sport Italy, Ronaldo tiếp tục xét nghiệm dương tính với virus corona và gần như chắc chắn vắng mặt ở trận đấu giữa Juventus và Barca vào rạng sáng ngày 29 tháng 10. Đài TVI của Bồ Đào Nha cũng khẳng định CR7 sẽ không thể đá trận gặp Barca. Nhà báo Romeo Agresti của Goal cũng đưa ra thông tin tương tự về tình trạng của CR7. Tutto Sport bình luận phía Juventus vẫn chưa thấy thông báo chính thức, nhưng sự im lặng này không mang tới tín hiệu lạc quan về trường hợp của CR7. Ronaldo được thông báo nhiễm bệnh hôm 13 tháng 10 khi đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. CR7 trở về Turin, Italy, sau đó bắt đầu quá trình tự cách ly. Hành động này của Ronaldo nhận phải vô số sự chỉ trích tại đất nước hình chiếc ủng. Nổi bật trong số này là từ Bộ trưởng Thể thao Italy Vincenzo Spadafora. Chia sẻ với Ansa, ông Spadafora nhấn mạnh, cầu thủ giỏi thế nào nhưng có nghĩa là được phép kiêu ngạo, thiếu tôn trọng và nói dối. CR7 cũng quả quyết bản thân không vi phạm quy tắc, anh nói. Tôi tôn trọng luật và không phá vỡ điều kiện cách ly. Tất cả đều là nói dối. Rạng sáng nay, Liverpool đã đánh bại Midtjylland với tỷ số 2-0 trên sân nhà Anfield nhờ các bàn thắng của Diogo Jota và Mohamed Salah, qua đó tạm thời giành ngôi đầu bảng D. Mặc dù thắng nhẹ và tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi như mong đợi, nhưng Liverpool vẫn phải trả cái giá rất đắt vì Fabinho dính chấn thương. Ngôi sao người Brazil đá cặp với trung vệ Joao Gomes ở trận này và anh đã phải rời sân ở ngay phút thứ 30 vì vấn đề ở gân kheo. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận chấn thương của Fabinho không đơn giản. Ông nói, đó là điều cuối cùng mà chúng tôi muốn. Tôi biết cảm giác của cậu ấy với gân kheo, nó không hề tốt chút nào. Fabinho nói rằng cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu nhưng không thể chạy nước rút và rõ ràng như thế thì không ổn. Chúng tôi sẽ kiểm tra chấn thương của cậu ấy vào ngày mai. Nếu Fabinho dính chấn thương nặng, Liverpool sẽ gặp vấn đề lớn bởi lẽ họ đã mất Van Dijk hết mùa giải này. Fabinho được xem là người duy nhất có thể thay thế Van Dijk ở Anfield hiện tại. Ngoài ra, một trung vệ khác của Liverpool là Joel Matip cũng đang vật lộn với chấn thương, khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp có rất ít lựa chọn cho hàng thủ. Juan Sebastian Verón, cựu tuyển thủ Argentina cho rằng người đồng hương Lionel Messi đang không tận hưởng bóng đá ở Barca. Tôi cho rằng Messi đang cảm thấy khó chịu khi chơi ở đội bóng trong giai đoạn chuyển giao như Barca. Những năm qua, Barca là đội bóng xuất sắc, tuy nhiên họ vẫn đang có nhiều sự thay đổi và cố tìm ra bản sắc riêng. Gôn dẫn lời của Verón, người từng khoác áo Man United chia sẻ. Rõ ràng, Messi đã không được chơi cùng những người đồng đội phù hợp nhất với cậu ấy. Điều này phần nào khiến cho cậu ấy chưa tỏa sáng, dù luôn là cầu thủ biết cố gắng và vẫn còn giữ phong độ đỉnh cao, Verón nói thêm. Hiện tại, thủ môn siêu dự bị này đã không còn khoác áo Man United sau sự xuất hiện của Dean Henderson. Huấn luyện viên Solskjaer cũng đã loại Romero khỏi đội hình Man United dự Premier League lẫn UEFA Champions League. Đã có sự liên hệ từ Everton, nhưng thương vụ đã đổ bể vào phút chót. Dù vậy, Romero vẫn kiên quyết chia tay Man United. Cụ thể, từ quê nhà Argentina, Romero đã nhanh chóng có mặt tại đại bản doanh Carrington để tiến hành đàm phán tương lai. Theo đó, Romero sẽ có cuộc gặp trực tiếp với ban lãnh đạo Man United
nhằm giải quyết hợp đồng. Nhiều khả năng anh sẽ được phép rời đi dưới dạng tự do. Điểm đến khả dĩ nhất của Romero chính là giải nhà nghề Mỹ MLS. Bản tin bóng đá của Bóng đá 24 giờ xin được phép khép lại tại đây. Các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi vào các sáng hàng ngày trên kênh YouTube Bóng đá 24 giờ.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.